Xin chào mọi người. Hôm nay thì bên nấm sẽ xuất phôi đi với một số lượng lớn. Tại vì bữa giờ thì bên nấm đang đổ cái đường bê tông trước nhà nên là không đi được. Bữa nay bắt đầu đi được rồi thì sẽ xuất đi thôi. Thì khi mà xuất đi thì cũng chia sẻ với mọi người để làm cái kỷ niệm. Ở đây thì cũng mới cấy đâu vài hôm, chắc phủ qua đầu rồi đấy, phủ qua nhị nha đó. Rồi còn mấy cái lô này thì là quá đẹp rồi. Ở bên kia thì có cái lô 5.000 cũng già. Cái lô đấy đi gần gần thôi. Mọi người lấy đừng có lấy những cái lô già quá đi xa nha. Thì nắm ví dụ như mọi người như thế này thì cái phôi nấm á, mà nó già nó chạy tơ như thế thì càng già thì nó sẽ sắp sửa là ra nấm, đúng không? Thì cũng như là bà chửi thôi. Thì không tốt. Đi như thế là mai mốt nó có cái hiện tượng gọi là phôi đẻ non đó. Nó chưa đủ gọi là chưa đủ cái hệ tơ để kích thích ra quả thể. Vì chúng ta đi nó bị sốc á, sốc nhiệt. Thì nó sẽ dễ kích thích cái quả thể nó bung. Nhưng mà khi kích thích như thế thì nó gây cho hệ tơ của mình nó yếu mà nó bung nấm rồi. Thì nó không tốt. Cái để nó tạo thành một cái khối thống nhất và tơ nấm nó dày lên, trưởng thành. Rồi thì này xuất đi. Rồi, có thể là mọi người sẽ có một cái vấn đề gọi là ủa nấm xong quay thấy ở xưởng của nấm thì nó chạy tơ đẹp như thế. Thì sao nó dày mà nó lại được chạy tơ? Thì tại vì sao? Tại vì chúng ta phải hiểu nó một tí xíu thôi. Tính ra mọi người thấy nó chạy tơ đẹp dày như thế này nhưng mà nó chậm hơn ở trại nha. Chắc chắn nó sẽ chậm hơn. Ví dụ như là nếu như mà ở xưởng của nấm thì như thế này, nhưng mà nếu về trại sớm hơn thì nó có thể là chạy thêm chừng 3-4 cm nữa. Vì cái trại cái lượng nó ít thì nó tỏa nhiệt ít và cái lượng thông gió nó sẽ tốt hơn. Và mọi người xin lưu ý thì nấm có chia sẻ rất là nhiều rồi. Nuôi tơ thì cần gió rất là nhiều, cần độ mát, thoáng, gió để đủ oxy. Còn nó không cần nước nha. Giờ này nó không cần nước vì trong cái quá trình mình đóng phôi nó đã có nước, cái dự trữ cái lượng nước rồi. Thì sau này khi mà thu hoạch nấm thì mình mới tiếp nước cho nó. Thì để đó mọi người thấy cái xung quanh xưởng của nấm là tương đối là thoáng trống đúng không? Quạt, đây mọi người thấy mấy quạt không? Chạy 24/24. Chỉ có mùa lạnh thôi thì dừng. Thì cái cấu trúc hệ thống nhà xưởng của nấm thì nấm sẽ chia sẻ mọi người luôn. Thì ở cái góc bên đó, góc ở đây này, chỗ đó, ngay máy vàng đi ra ngoài đó. Thì khu ngoài đó là nhà kho chứa mùng đóng phôi là ngoài đó. Đem vào đây hấp nè. Rồi đem vào cái phòng cấy đó. Rồi xong ra đem đây nuôi. Mọi người thấy không? Thứ nhất là khi chúng ta đã có độ thoáng rồi thì chúng ta cần cái độ sạch sẽ. Nó không có tèm hem gì hết là cái phôi nó là ổn rồi. Chúng ta thấy không? Vì ở sẵn ở đây thì mọi người cũng thắc mắc một cái vấn đề đó là trong cái quá trình nuôi tơ có những anh em là tưới thì có được không? Thì nắm nói cũng tùy à, mỗi nhà sản xuất có mỗi kiểu khác. Chứ không phải là phải nhất thiết là lấy phôi của ông này mà bắt chước cái cách của ông kia thì cũng không được. Phôi của ai thì người đó làm nha. Rồi cái thứ hai nói về cái quá trình mà ra nấm thì mọi người nói là cái khi ra nấm á có nên bật quạt không? Thì nấm chia sẻ luôn là có nha. Vì tại sao chúng ta nên bật quạt ở những thời điểm nào? Thứ nhất đó là thời điểm chúng ta mới rút cái nắp ra đấy, thì nó cần lượng oxy rất mạnh, sau đó nó sốc lạnh nè. Rồi khi rút nắp ra thì chúng ta bật cho nó cái ngày đó chúng ta cứ bật quạt đi. Để chi? Để cho cái trao đổi, chúng ta làm cái không khí ở trong cái trại nó lưu động tốt. Chứ đừng có để gọi là người ta nói là khí đứng, khí đừng hay là khí tù. Ba cái khí đó là nó đứng im thôi. Chúng ta phải hoạt động cho nó, trao đổi liên tục thì cái phôi nó mới hấp thụ tốt được. Rồi cái thứ hai nữa là khi mà ngày thứ hai rồi đã tưới rồi thì không có cần bật nữa. Nhưng mà khi không có bật nhiều thôi, nhưng mà qua ngày thứ hai thì chúng ta sáng
chúng ta vừa tưới xong là chúng ta bật nó tầm khoảng có một tiếng đi. Đấy. Rồi cái canh trưa nhớ đừng nha, nhớ đừng cái canh mà khoảng cái 9, 10 giờ đến 3, 4 giờ chiều á, thì chúng ta không nên tưới, quên không nên bật quạt là nó khô cái nấm. Đúng không? Rồi bắt đầu chiều tối là không có tưới, thì tối chúng ta thoảng thoảng nhẹ nó, thì nó sẽ trao đổi lại cái không khí. Rồi thêm một cái yếu tố nữa, đó là nếu đó là trường hợp bật quạt, còn trường hợp mà chúng ta đặt quạt hút, hai cái quạt hút vậy, thì chúng ta cứ làm như thế đi, thì nó sẽ tốt hơn. Cái quạt hút thì nó có một cái điểm là nó hút ra thì không khí ở bên ngoài nó sẽ trào vào lại, nó không có thổi thẳng vào. Còn cái quạt đó thì mình thổi thẳng vô cái nấm nó dễ khô hơn. Cái quạt hút thì chúng ta bật nhiều một tí, không sao. Rồi như vậy thôi. Rồi cái cấu trúc mà hôm bữa trước Nam chia sẻ rồi, thì chúng ta làm phôi chất vào trại thì chúng ta chất theo luồng, đừng có ngăn nó là tốt rồi. Mọi người quay lại cái video hôm bữa Nam live stream rồi, thì cũng kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Cảm ơn tất cả quý khách hàng. Đây anh Bảo này, đây đang quay phim à. Không, em quay rồi tình cờ thôi. Anh Bảo là anh đang đậy nắp mà ảnh thiếu thôi, anh chạy lên, ảnh cách khoảng 20 cây à, anh chạy lên. Rồi nãy đi sao, nãy không đi theo ai nữa, ta phải làm vài chai rồi mới về được chứ. Chiều còn ái nữa. Chiều còn ái nữa. Thôi nắm ngồi tiếp anh Bảo một tí ra. Cũng cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe.